Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong rằng quý vị khi mà có xem video, hãy vui lòng ủng hộ cho kênh mới của Hải một cái lượt like, một lượt đăng ký và nhớ ấn vào cái chuông để mà nhận được thông báo khi mà có video Hải ra đó quý vị. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Dạ thì trong cái đoạn đầu mà tất cả khán giả mình vừa xem lúc nãy đó, đó là những cái hình ảnh, những cái đoạn clip mà thấy được bên phía của chị Phạm Mai có chia sẻ trong các group quay trước cảnh của nhà hát Đại Nam Hà Nội cũng như là bên trong cái khuôn viên đó quý vị. Nói chung là hãy nhìn thấy rất là rộng và nhìn cũng rất là đẹp quý vị. Các cái ghế ngồi phía sau nó có bực cao lên á, cho nên nó ngồi cũng không có sợ bị khuất cái tầm nhìn phía trước, cũng rất là hay đó quý vị. Chưa gì hết trơn mà Hải cũng như rất nhiều khán giả, các cô FC Xanh Ngọc Chuối của Hà Nội cũng đang rần rần hết quý vị, phải đến nhà hát trước tìm hiểu cái nhà hát đó rồi quay cho khán giả xem để mà chuẩn bị tinh thần trước đó quý vị. Bây giờ Hải cũng xin báo thêm cho quý vị thêm một cái tin vui nữa ha quý vị. Đó chính là hiện tại đó, sau khi mà bên phía ban tổ chức của chương trình đêm nhạc tại nhà hát Đại Nam Hà Nội mini show của Hồ Văn Cường ngày 2 tháng 7 thì chỉ mới bán vé được có khoảng một ngày thì tất cả các vé tím, vé xanh, vé đỏ là hoàn toàn hết, tức là sold out hết các vé đó. Bây giờ hiện tại đó thì chỉ còn duy nhất là những cái vé VIP màu vàng mà thôi. Thì hiện tại trên màn ảnh mà tất cả khán giả mình đang xem, hãy cũng vừa truy cập vào bên phía ban tổ chức để mà xem theo dõi coi còn bao nhiêu ghế đó. Thì hiện tại đó quý vị, trên màn ảnh khi mà hãy quay cái video này thì chỉ còn có 49 vé nữa mà thôi. Là 49 vé nữa nha quý vị, là chính thức sold out, không còn một vé nào nữa. Thì hãy nghĩ là bên phía ban tổ chức của nhà hát người ta có cái số lượng ghế nhất định rồi quý vị, chắc không có cái chuyện mà tô thêm ghế hay là bổ sung thêm ghế được đâu quý vị, cho nên khán giả mình cũng tranh thủ đặt rất là sớm. Hiện tại bây giờ chỉ còn 49, có thể từ đây cho tới tối là hãy nghĩ là nó sold out luôn đó quý vị. Cho nên nếu khán giả nào mà chưa có vé đó mà sắp xếp công việc ổn định được rồi, chắc chắn được rồi đó quý vị, thì quý vị nên tranh thủ mua nha, chứ nếu không là chúng ta mua không kịp nha quý vị. Còn có 49 vé cuối nữa thôi. Phải nói một điều là tất cả khán giả, tất cả các cô, các chị rất là yêu thương và ủng hộ cho Cường. Dù cho Cường biểu diễn ở trong Nam hay là ngoài Bắc, tất cả khán giả trong hay ngoài nước, gia đình Xanh Độc Chuối đều đồng hành đến cùng với Cường hả quý vị. Đó là một cái điều phải nói thật là hạnh phúc, cũng như là ngưỡng mộ cái tấm lòng của rất là nhiều khán giả FC Xanh Độc Chuối dành cho idol của mình, đó là ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Còn cái show diễn ngày 1 tháng 7 thì chúng ta chờ đợi bên phía fan club sẽ thông báo sau hả quý vị. Cường là ca sĩ khách mời mà show là của Bắc Ba Ngọc Sơn không chừng hả quý vị. Tất cả khán giả cũng đang chia sẻ những cái thông tin trên. Hãy thấy được rất nhiều các khán giả, gia đình FC Xanh Đầu Chuối, các cô, các chị yêu thương và lan tỏa cho Cường mọi lúc, mọi nơi có thể đó quý vị. Giống như hồi sáng này thì Hải cũng thấy được một cái đoạn clip của một vị FC chia sẻ trong Hồ Văn Cường Fan Club đó quý vị, đó là vị Thùy Dương. Thì cái clip này Hải đã thấy cách đây hình như hôm hôm trước rồi, nhưng mà hôm nay thì Hải thấy chia sẻ thêm một lần nữa. Thì đó là cái đoạn clip mà của một cái vị FC mặc trên mình một cái chiếc áo Xanh Độc Chuối FC Hồ Văn Cường và đến dự một cái chương trình âm nhạc. Trong đó thì cái màn biểu diễn mà đã quay lại đó quý vị là của ca sĩ Trọng Hiếu. Thì khi mà nhắc tới ca sĩ Trọng Hiếu thì có thể có một số khán giả nhớ và một số khán giả là không biết đó quý vị. Ca sĩ Trọng Hiếu này đã từng cùng với lại là Hồ Văn Cường cách đây khoảng chừng nhiều năm trước nha quý vị. Cường từng chỉ cho anh Trọng Hiếu này hát cái bài Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Mà phải nói là cái bản thu âm đó, đó quý vị nghe cực kỳ trong và cực kỳ hay, rõ tiếng luôn đó quý vị. Thì vị khán giả FC Xanh Lọc Chuối này có chia sẻ là phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ để được gặp ca sĩ Trọng Hiếu, được xem cái màn biểu diễn của ca sĩ xong rồi có một cái màn lên tặng quà, một cái bó hoa yêu thương dành cho ca sĩ Trọng Hiếu, tức là thương Cường và thương luôn cả những người đã cùng ủng hộ cho Cường đó quý vị, đó là ca sĩ Trọng Hiếu. Để hay để cái đoạn clip ngắn trên màn ảnh cho quý vị xem lại nè. Đó là cái đoạn clip mà chúng ta nhìn thấy rất là đẹp đó quý vị, một cái hình ảnh FC Xanh Ngọc Chuối
khi mà tiến về sân khấu tặng một cái bó hoa. Và hãy cùng nghe được trong video thì ca sĩ Trọng Hiếu có hỏi đây FC cậu Út dân ca Hồ Văn Cường, phải nói là một trong những hình ảnh rất là đặc biệt ở trên sân khấu đó quý vị. Và chị cũng có chia sẻ trong cái bài đăng của mình là ca sĩ Trọng Hiếu cũng có gửi lời hỏi thăm đến em Hồ Văn Cường đó quý vị. Không biết quý khán giả khi mà nhìn cái hình ảnh trên thì nghĩ như thế nào, nhưng mà riêng Hải nha quý vị, khi mà nhìn cái hình ảnh đó thì Hải cảm thấy nó đặc biệt lắm quý vị, và nó cũng hay nữa quý vị. Nó để lại một cái dấu ấn trong lòng của những người trực tiếp có mặt tại cái đêm nhạc đó. Quý vị biết tại sao không? Khi một cái ca sĩ trình diễn, một vị khán giả, một cái vị fan của Hồ Văn Cường lên tặng một cái bó hoa cho ca sĩ Trọng Hiếu cũng là một cái để khẳng định và để lan tỏa cho nhiều khán giả cùng biết đến đây là fan nè, đây là FC xanh đọt chuối của ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường, của sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường đã mang cái dòng nhạc chân ca, dòng nhạc quê hương bolero chạm vào cảm xúc của khán giả. Thì từ cái chỗ đó nó cũng gây cho nhiều người có cái sự tò mò và sẽ tìm hiểu đó quý vị, và sẽ theo dõi xem trong gia đình FC xanh đọt chuối của Hồ Văn Cường như thế nào, rồi vào nghe thử nhạc của Hồ Văn Cường như thế nào. Hãy thấy đó là một trong những cái cách mà cái vị khán giả này phải nói lan tỏa đặc biệt lắm quý vị, khi mà hãy nhìn thấy cái hình ảnh đó. Quý vị cũng nghe rõ trong cái đoạn clip là khán giả vỗ tay rần rần đó quý vị. Đó cũng là một cái để cho hàng trăm hàng ngàn người ở phía dưới người ta nhìn thấy được FC fan hâm mộ của ca sĩ Hồ Văn Cường, sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường. Bao nhiêu đó cũng đủ cho người khác sẽ hiểu và biết đến Hồ Văn Cường. Đó là cái suy nghĩ của Hải thôi nha quý vị. Giống như video ngày hôm nay, Hải cũng muốn lan tỏa đó quý vị, là muốn lan tỏa đến tất cả khán giả, đến FC và những khán giả trung lập nữa, để biết được nhà hát Đại Nam trong ngày 2 tháng 7 tới sẽ diễn ra cái sự kiện mini show của Hồ Văn Cường. Và đặc biệt hiện tại thời điểm này, khi mà xem được cái video này thì chỉ còn có 49 vé cuối thôi. Cho nên khán giả chúng ta, nếu mà ai muốn tham dự cái đêm nhạc thì tranh thủ đặt cho mình một cái chiếc vé sớm nhất để mà dự show Hồ Văn Cường, nghe Hồ Văn Cường biểu diễn những ca khúc bolero, dân ca, trữ tình, và được kết nối, được gặp gỡ, được giao lưu vui vẻ cùng với lại đại gia đình FC xanh đọt chuối. Thì video ngày hôm nay Hải cũng chỉ muốn cập nhật cho khán giả mình một cái tin vui là chỉ còn có 49 vé cuối cùng sau khi mở bán hơn một ngày đó quý vị. Thì mong rằng tất cả quý vị khi mà có xem video cũng vui lòng ủng hộ cho kênh mới của Hải một cái lượt like, một lượt đăng ký và để lại bình luận. Hải xin cảm ơn tất cả quý vị. Cho phép Hải dừng video tại đây. Xin được chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ.